Ý, anh em. Chào anh em là Hòa Minh Du, em gái ruột của anh Đỗ Minh Di. Hôm nay thì em tới đây diễn show này cũng miễn phí thôi, không có tiền, nên là em cũng hát sương sương thêm bài nữa. Bình thường thì nếu mà show nào người ta book thì em cũng hát khoảng 4-5 bài, nhưng mà show này thì kiểu rút rút ý, nên là em cũng hát thế thôi. Thì có một ca khúc này thì anh Đỗ Minh Di đã làm khuấy động cộng đồng nghe nhạc, và anh đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho tai nghe của mọi người. Mọi người có biết bài gì không ạ? Hey, em không nghĩ. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây à? Hào, hôm nay thì em muốn gỡ gạc cho anh của mình, thì em muốn hát cái bài này một cách hay nhất, và để nói rằng là anh đừng bao giờ hát bài này nữa. Anh ấy có dặn em là hôm nay đừng bảo anh ấy lên hát cùng, nhưng mà tí nữa nếu mọi người vỗ tay to thì em sẽ xuống đưa mic cho anh ấy. Em mệt quá, đợi em tí. Em có phải bỏ cái này ra không ta? Bỏ ra hả? Em bỏ lại mất 5 phút đi, vào trong kia cởi váy nữa. Thôi từ từ. Em bảo cho em cái mic ở trong này lớn hơn xíu được không? Dạ rồi. Cái bài này thì em hát thì mọi người vỗ tay theo cho nó vui nha. Nếu mà ai thuộc câu nào thì hát theo em câu đấy. Không thuộc thì em đưa mic cho anh Độ thôi, không vấn đề gì hết. Bài hát với tựa đề Chào Anh Qua Núi, xin mời tất cả mọi người cùng nghe. Anh bảo là sau ngày hôm nay em nên đổi tên thành Hòa Minh Dí. Hòa Minh Dí em hả? Dí anh quả nốt cao hơi kinh đấy. thì em xem livestream ở đoạn đấy của anh là đặc sắc nhất. Thế em nhất quyết là cho anh kiểu như là bẽ mặt nốt lần cuối để anh không hát về này nữa. Vâng, xin giới thiệu lại các bạn một lần nữa, món quà thứ hai tôi muốn gửi các bạn, Hòa Minh Dí.